khói đen xả ra nghi ngút. Vị trí ống khói xả chỉ cách khu dân cư khoảng vài chục mét. Khói đen xả ra mù mịt cả một vùng trời. Bà con phản ánh, ngày nào nhà xưởng cũng thải khói đen vào 20 giờ, đầu giờ sáng và lúc chiều muộn. Khói nó lên nó cứ đống khói cái này, cứ cuồn cuộn này. Trong khi đó khói mùi cao su, tôi phải bịt mồm tôi chạy vào trong nhà. Thế còn bình thường đi qua đây thì nói thật các anh, như 2 giờ chiều thế này, mùi nó khẳng như là cóc chết. Nhà bà Trâm đối diện vị trí ống khói xả, không chỉ thường xuyên phải đóng cửa mà còn phải bọc kín cả ni lông vào các khe hở trên cửa sổ. Ấy vậy mà mùi hôi thối từ xưởng cám vẫn cứ xộc hết vào trong nhà. Nó mà làm sớm, nếu như nó làm từ 1 giờ là bà cháu nhà tôi là cứ phải bế nhau chạy đi hàng xóm. Chứ chưa là cái mùi, những hôm mà nó làm động cái cám đậm đặc đấy, là mùi nó khắm khú nó và đưa vào trong nhà, chúng tôi không thể nào chúng tôi ngửi được. Nhà ông Hải nằm ngay đối diện với nhà xưởng, phải che chắn ban công bằng tấm rèm này. Nhưng chỉ đỡ được phần nào, bởi nếu kín quá thì lại thiếu sáng, thiếu gió. Bụi mạt đen xì bám khắp ban công. Hôm vừa rồi vệ sinh rèm che, giờ đến lượt nước thứ 3 mà ở dưới đáy chậu vẫn gom được từng nải bụi. Bụi này là bụi mịn, nhà cửa chúng tôi che rèm che màn rồi và đóng cửa suốt cả ngày. Bụi mịn nó vẫn cứ lọt vào trong nhà, nên nhà tôi đen xì hết cả. Tháng 2, tháng 3 ấy, là mưa dầm dấu ức, là mùi rất nặng. Thì bà con thôn xóm người ta cũng phản ánh với địa phương. Theo phản ánh của người dân và tìm hiểu của phóng viên, đây là nhà xưởng sản xuất của công ty Sao Việt, chuyên sản xuất cám và thức ăn chăn nuôi. Theo quyết định 3733/2002 của Bộ Y tế, quy định rõ các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp. Với nhà máy sản xuất thức ăn gia súc thì khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư phải là 100m. Tuy nhiên thực tế, nhà máy này chỉ cách khu dân cư một con đường dân sinh, chỉ vào khoảng hơn chục mét. Về phía lãnh đạo Ủy ban nhân huyện phụ trách mảng thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu và giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường là cơ quan chuyên môn, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ theo cái ý kiến phản ánh của người dân. Người dân cho biết không chỉ khói bụi và mùi, phía nhà máy cám cũng hay xả nước thải ra phía con đường dân sinh đằng sau khu vực dân cư.